Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lược thuật những tin chính trong chương trình hôm nay của chúng tôi. Phạm Thánh nghiêm trọng tại Bangalore, ẵm luôn tất cả các thùng tiền nhà thờ, tổng giáo phận phạt tạ. Giám mục Robson của Tô Cách Lan bị buộc tội đạo văn trong luận án tiến sĩ. Các nhà lãnh đạo quốc hội nêu lên tình cảnh của các nhà truyền giáo Hoa Kỳ trong các nhà tù Trung Quốc. Phó Tổng thống Mike Pence sẽ tới Vatican vào tuần tới để gặp Đức Giáo hoàng Francisco. Tòa Thánh đã chọn được giám mục Hương Cảng nhưng trì hoãn công bố để giáo dân khỏi ngỡ ngàng. Người sáng lập phong trào Tin lành trở lại Công giáo. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi cùng những tin tức khác. Phạm Thánh nghiêm trọng tại Bangalore, ẵm luôn tất cả các thùng tiền nhà thờ, tổng giáo phận phạt tạ. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong thông cáo báo chí gửi cho các thông tấn xã Công giáo trên thế giới vào chiều thứ Tư 22 Tây Tháng Giêng, tổng giáo phận Bangalore, Ấn Độ cho biết một vụ phạm thánh nghiêm trọng vừa diễn ra. Thông cáo cho biết, nhà thờ Công giáo Thánh Francisco thành Assisi tại quận Kangeri của thành phố Bengaluru đã bị phá hoại vào đêm thứ Ba, rạng sáng thứ Tư 22 Tây Tháng Giêng. Thành phố này trước đây gọi là Bangalore. Tuy nhiên, vì địa danh này quá khét tiếng, nên chính quyền Ấn đã đổi tên thành Bengaluru để thu hút du khách. Như quý vị và anh chị em thấy trong đoạn video này, những kẻ gian tham gia trong vụ tấn công đã dùng búa đập tan nhà tạm, đổ mình thánh chúa ra khắp nơi, xô đổ các thứ trên cung thánh, lục soát và cướp đi các áo lễ trong tủ áo và đập phá các bức tượng. Chúng đã ẵm theo tất cả các thùng tiền trong nhà thờ. Đức Tổng giám mục Peter Machado của Tổng giáo phận Bangalore cho biết, tôi không chỉ bị sốc nặng mà còn rất đau buồn vì việc mạo phạm đối với Chúa Thánh Thể trong nhà thờ đó. Đức cha đã cấp tốc đến ngay hiện trường sau khi cha Satish, tu sĩ dòng Capuchin, chánh xứ nhà thờ thông báo cho ngài về vụ tấn công. Theo nhận xét ban đầu của cảnh sát, bọn phá hoại này tấn công nhà thờ này vì lòng thù hận đức tin là chủ yếu. Khi thấy các thùng tiền dễ lấy, chúng mới sinh lòng tham. Nếu chúng chỉ muốn trộm cắp, có lẽ sau khi lấy được các thùng tiền trong nhà thờ, chúng đã cao bay, xa chạy. Đức Tổng giám mục Peter Machado nói, tất cả chúng ta đều biết đây là một sự bất kính và bất lương nghiêm trọng đối với Thiên Chúa và là cứu Chúa của chúng ta. Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm, không chỉ đối với giáo dân của giáo xứ Thánh Francisco thành Assisi, mà còn đối với tình cảm tôn giáo của mọi người trong tổng giáo phận. Trong những trường hợp như thế này, cả tổng giáo phận chúng ta phải làm việc phạt tạ trong tất cả các nhà thờ và nhà nguyện cho hành động bán bổ và vô nghĩa này. Do đó, tôi yêu cầu anh chị em tập trung tại các nhà thờ vào ngày thứ Sáu, ngày 24 Tây Tháng Giêng, đó là ngày phạt tạ trong tổng giáo phận, để ca ngợi, thờ phượng và tôn vinh Chúa Thánh Thể một cách rất đặc biệt. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người đã dám xúc phạm đến Chúa qua hành động phạm thánh nghiêm trọng này. Cuối cùng, tôi đã kêu gọi các linh mục giáo xứ chầu mừng Thánh Chúa liên tục trong ngày này, ít nhất từ 12 giờ trưa đến tối, để tôn kính công khai mình Thánh Chúa trong tất cả các nhà thờ và nhà nguyện của tổng giáo phận. Giám mục Robson của Tô Cách Lan bị buộc tội đạo văn trong luận án tiến sĩ. Hôm thứ Sáu 17 tháng Giêng, Đại học Giáo hoàng Gregorio cho biết họ sẽ xem xét luận án tiến sĩ của Đức cha Stephen Robson, giám mục giáo phận Dunkeld, Tô Cách Lan, sau khi có những tố cáo là ngài đã đạo văn trong luận án tiến sĩ của mình 16 năm về trước khi còn là một linh mục. Một tuyên bố đề ngày 17 tháng Giêng của trường đại học nói nhà trường đã quyết định tiến hành đánh giá cẩn thận luận án đang được đề cập, phù hợp với những gì đã được thiết lập trong chuẩn mực đạo đức của nhà trường. Đại học Giáo hoàng Gregorio coi đạo văn là một hành động vi phạm đạo đức đại học rất nghiêm trọng, vì lấy tài sản trí tuệ bằng văn bản hoặc nội dung tác phẩm của người khác, dù chỉ một phần, là thiếu công bằng và sự thật. Trích dẫn chính sách đối với hành vi đạo văn của trường đại học tuyên bố cho biết thêm, cáo buộc về tội đạo văn liên quan đến luận án tiến sĩ gây nên sự chú ý đặc biệt của trường đại học. Đức cha Robson, người bị cáo buộc, nói với thông tấn xã Catholic News
gọi tắt là CNA rằng Ngài không bao giờ cố ý thực hiện bất kỳ hành vi đạo văn nào, nhưng Ngài sẽ chấp nhận bất kỳ hậu quả nào có thể đến từ những lời buộc tội. Tôi có thể khẳng định dứt khoát rằng tôi hoàn toàn không bao giờ bất kỳ ý định đạo văn trong bất kỳ tác phẩm nào của mình. Đức cha Stephen Robson, giám mục giáo phận Dunkeld, Tô Cách Lan, nói với CNA hôm 14 tháng Giêng. Nhận xét của vị giám mục là nhằm đáp lại một bài báo năm 2019 trên tạp chí học thuật Analecta, Christa Cicencia, được viết bởi chủ biên của tạp chí này là cha Alcuin Sachenmaya, một linh mục dòng Sito nhặt phép sống trong một tu viện ở Áo. Bài báo khẳng định rằng hình như có hàng chục đoạn trong luận án của đức cha Robson giống hệt như hoặc tương tự một cách đáng kể với các văn bản được công bố bởi các học giả khác, nhưng đức cha không nhắc đến các học giả này trong luận án của mình. Đức cha Robson không đưa ra lời giải thích nào về lý do tại sao có sự giống nhau như thế trong luận án tiến sĩ của Ngài và tác phẩm của những người khác. Nhưng Ngài đã nói với CNA rằng, công việc của tôi được kiểm tra ở mỗi giai đoạn bởi cha Herbert Alfonso, là người giám sát công việc của tôi, nay đã qua đời. Tôi nhắc lại, tôi không hề cố ý thực hiện bất kỳ hành vi đạo văn nào, nhưng sẽ chấp nhận bất kỳ hậu quả nào có thể đến từ những lời buộc tội. Tôi chỉ đơn giản là cố gắng để hiểu Thánh Bernard tốt hơn một chút. Đức cha Robson đã hoàn thành luận án của mình tại Đại học Giáo hoàng Gregorio của Roma vào năm 2003. Luận án có tựa đề Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, Linh đạo có tính tiên tri và cải cách của Thánh Bernard thành Clairvaux được minh chứng trong các thư của Ngài. Luận án tiến sĩ này đã được trao giải Premio Bellarmino năm 2004 của trường đại học. Đó là giải thưởng hàng năm được trao cho luận án tốt nhất được hoàn thành tại trường đại học này. Các nhà lãnh đạo quốc hội nêu lên tình cảnh của các nhà truyền giáo Hoa Kỳ trong các nhà tù Trung Quốc. Hơn một chục thành viên của quốc hội đã yêu cầu Tổng thống Trump can thiệp với phía Trung Quốc để trả tự do cho các mục sư Hoa Kỳ bị cầm tù tại Trung Quốc khi hai nước ký kết giai đoạn 1 của một hiệp định thương mại. 6 thượng nghị sĩ và 7 thành viên Hạ viện đã gửi thư cho Tổng thống hôm thứ Hai, yêu cầu ông nêu ra các trường hợp của một số công dân Hoa Kỳ đã bị giam giữ hoặc cầm tù tại Trung Quốc trong các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Trong số những người Mỹ bị giam giữ, có hai nhà truyền giáo đang làm việc tại Trung Quốc và Miến Điện. Một người bị kết án 7 năm tù và một người lãnh án tù chung thân. Lá thư của các thành viên đã được gửi tới Tòa Bạch Ốc vì Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn tất giai đoạn đầu tiên của một thỏa thuận thương mại vào hôm thứ Tư. Một trong hai nhà bị cầm tù là mục sư John Cao, thường trú nhân hợp pháp ở Bắc Carolina. Mục sư John Cao là một nhà truyền giáo người Hoa dạy học tại Miến Điện trước khi bị bắt vào tháng 3 năm 2018, khi trên đường từ Miến Điện trở về thăm Trung Quốc. Mục sư Cao bị kết án 7 năm tù giam vì bị cáo buộc tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Tổ chức Liên Hợp Quốc nói mục sư Cao bị giam giữ tùy tiện, bị ép cung và đã yêu cầu trả tự do cho vị mục sư ngay lập tức. Trường hợp thứ hai là trường hợp mục sư David Lin đã bị Trung Quốc giam giữ vào năm 2006 trong khi chờ phê duyệt để xây dựng một nhà thờ. Mục sư David Lin bị cáo buộc quyên góp trái phép và bị kết án chung thân. Bản án sau đó đã được giảm xuống thành 24 năm tù. Chúng tôi viết thư này để bày tỏ quan ngại sâu sắc của chúng tôi về việc nhà cầm quyền Trung Quốc giam giữ tùy tiện các công dân và thường trú nhân Mỹ ở Trung Quốc, các thành viên quốc hội viết. Phó Tổng thống Mike Pence sẽ tới Vatican vào tuần tới để gặp Đức Giáo hoàng Francisco. Văn phòng của Phó Tổng thống Pence đã xác nhận với thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, vào hôm thứ Năm rằng Phó Tổng thống dự kiến sẽ được Đức Thánh Cha tiếp trong chuyến công tông du vào tuần tới. Không có chi tiết nào được công bố về các chủ đề có thể được thảo luận tại cuộc họp của hai vị. Tuy nhiên, các quan sát viên tin rằng hầu chắc Phó Tổng thống Pence, một người công giáo, sẽ nêu ra vấn đề về tình trạng đàn áp tôn giáo tại Trung Quốc.
Một báo cáo mới của chính phủ Hoa Kỳ cho biết tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc đã trở nên tồi tệ hơn trong năm ngoái, năm 2019, và đặc biệt nhấn mạnh đến việc leo thang các cuộc đàn áp nhằm vào người Công giáo sau khi Trung Quốc đạt được thỏa thuận với Vatican vào năm 2018. Chuyến thăm của Phó Tổng thống diễn ra ngay sau khi Đại sứ Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ tới Vatican để ra mắt sáng kiến các niềm tin từ tổ phụ Abraham được tổ chức vào hôm thứ Ba tại dinh thự chính thức của Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh là bà Calista Gingrich. Trong chuyến đi này, Đại sứ Brown Spack và Đại sứ Gingrich cũng đã gặp Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Tháng 3 năm ngoái, trong chuyến công du Đài Loan và Hương Cảng kéo dài một tuần, Đại sứ Brown Spack nói rằng Trung Quốc đang gây chiến tranh với đức tin khi ghi nhận sự gia tăng phân biệt đối xử của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với người Hồi giáo, Công giáo và Phật giáo. Trong chuyến thăm của mình, ông Brown Spack đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc hồi năm ngoái. Kể từ khi thỏa thuận tạm thời này được công bố vào năm ngoái, việc sách nhiễu các thành viên của cộng đồng Công giáo vẫn tiếp tục diễn ra và ngày càng trắng trợn. Đại sứ Brown Spack than thở rằng không ai biết chi tiết những gì đã được thỏa thuận ngoại trừ Vatican và chính phủ Trung Quốc. Trong tư cách là một đại sứ của chính phủ Hoa Kỳ, ông nhìn nhận việc không công bố nội dung thỏa thuận là đặc quyền riêng của mỗi thực thể có chủ quyền. Tuy nhiên, trong tư cách là một tín hữu Công giáo, ông cảnh báo rằng đó là một khe hở cho bọn cầm quyền Bắc Kinh lợi dụng. Khi muốn giật sập những cái thánh giá khỏi nắp nhà thờ, họ nói rằng đó là theo thỏa thuận với Vatican, ông nói trong cuộc họp báo tại Hương Cảng. Tòa Thánh đã chọn được giám mục Hương Cảng, nhưng trì hoãn công bố để giáo dân khỏi ngỡ ngàng. Tòa Thánh đã trì hoãn tuyên bố việc chọn lựa vị giám mục tiếp theo của Hương Cảng trong bối cảnh lo ngại rằng hàng giáo sĩ và giáo dân địa phương sẽ rất ngỡ ngàng vì được chọn là cha Phêrô Thái Huệ Văn, người được xem là có cảm tình với chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, cho biết như trên. Giáo phận Hương Cảng đã trống tòa kể từ tháng Giêng năm 2019, khi đức cha Mikae Dương Minh Chương đột ngột qua đời. Kể từ khi đức cha Chương qua đời, giáo phận đã tạm thời được coi sóc bởi Đức Hồng Y Yuan Thang Hán, 81 tuổi, là người tiền nhiệm của Đức cha Chương, đã nghỉ hưu từ năm 2017. Tòa Thánh dường như đã muốn bổ nhiệm Đức cha Hà Chí Thành, hiện là giám mục phụ tá, lên làm giám mục chính tòa Hương Cảng. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này có lẽ đã vấp phải những chống đối gay gắt của phía Trung Quốc, nên giải pháp hiện nay là Đức Hồng Y Yuan Thang Hán, năm nay đã 81 tuổi, quay trở lại làm giám quản tông tòa của chính giáo phận mình đã từng làm giám mục chính tòa, một việc chưa từng có trong lịch sử giáo hội. Đức cha Hà Chí Thành đã bị loại vì ngài được xem là người có lập trường gần gũi với Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân và thường cùng với vị Hồng Y tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình đòi tự do. Trong một bài giảng đầy nước mắt hồi tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Hà Chí Thành nói rằng ngài rất xúc động khi nhìn thấy những người trẻ trong những ngày qua khi ngài đi bộ từ trung tâm giáo phận đến nhà thờ. Tôi không thể hiểu tại sao Hương Cảng đã trở thành như ngày hôm nay. Chúng ta chỉ muốn sống tự do. Chúng ta không đáng được hưởng tự do hay sao? Các quan chức cao cấp của giáo hội tại Roma, Hương Cảng và Hoa Lục đã xác nhận độc lập với CNA rằng quyết định bổ nhiệm cha Thái Huệ Văn làm giám mục tiếp theo của Hương Cảng đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng tại Roma. Cha Thái Huệ Văn hiện là một trong bốn linh mục đại diện trong giáo phận Hương Cảng.
việc bổ nhiệm cha Thái Huệ Văn chưa được công bố vì việc bổ nhiệm này có thể được coi là một cái tát vào mặt những người tham gia các cuộc biểu tình chính trị đang diễn ra tại đây. Các nguồn tin ở Hương Cảng và Roma đã nói với CNA rằng chính Đức Hồng Y Gioan Thang Hán đã khuyên không nên thông báo về việc bổ nhiệm cha Thái Huệ Văn. Tình hình ở Trung Quốc và Hương Cảng rất tế nhị và không ai muốn làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nó sẽ được thông báo khi có thể và tất cả chỉ có như thế, một quan chức cao cấp ở Roma nói với CNA. Người sáng lập phong trào Tin Lành trở lại Công giáo. Người sáng lập ra một phong trào Tin Lành nổi tiếng ở Ấn Độ đã trở lại với đạo Công giáo, là đạo mà ông đã được rửa tội khi còn bé, sau hơn một thập kỷ làm mục sư của phái Ngũ Tuần và đi rao giảng nhiều nơi. Mục sư Sachit Joseph, 36 tuổi, được tái nhận vào Giáo hội Công giáo ngày 21 tháng 12 năm 2019 tại nhà thờ St. Mary ở Punanlur thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn Độ. Cả gia đình ông và gần 50 thành viên khác của phong trào cũng được gia nhập cùng một lúc. Mục sư Joseph lãnh đạo Grace Community Global được thành lập tại Kerala năm 2011. Bây giờ, phong trào của ông sẽ được đặt dưới thẩm quyền của Đức cha Sylvester Ponomutan của giáo phận Punanlur như là một hiệp hội công giáo, sau khi được phép của Thánh bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống. Trang Facebook của cựu mục sư Joseph mô tả Grace Community Global là một phong trào đại kết theo nghi thức Latin của Giáo hội Công giáo. Phong trào có khoảng 2 triệu người ghi danh ở 30 quốc gia và tiếp cận với nhiều người khác nữa thông qua các chương trình truyền giáo. Linh mục Prasa Theruva được chỉ định làm tuyên úy cho phong trào. Ngài từng là thư ký của giáo phận Kerala về các chương trình đại kết. Cha Theruva cho biết đang thực hiện một chương trình góp ý giữa các thành viên của Grace Community Global để xem họ muốn tiếp tục như thế nào. Hầu hết các thành viên là Tin Lành, nhưng cũng có những thành viên chính thống Đông Phương, Ấn Giáo và Hồi Giáo. Những người nào không muốn tiếp tục theo bản sắc công giáo mới thì họ sẽ trở lại với giáo hội cũ của họ. Nhưng hiện nay thì có nhiều người đã ngỏ ý muốn gia nhập giáo hội công giáo. Cha Theruva nói, chúng tôi cố gắng tiến hành một cách thận trọng. Cha Theruva giải thích, chúng tôi đang trong giai đoạn đầu, còn có rất nhiều việc phải làm. Về tương lai của Grace Community Global, cựu mục sư Joseph nói rằng tổ chức đã thay đổi, nhưng các thể thức vẫn giữ như trước. Theo sự chỉ đạo của các giám mục Kerala, nhóm sẽ tiếp tục các hội nghị và các cuộc họp vào những ngày Chủ nhật. Cựu mục sư Joseph nói rằng ông ấy thành lập Grace Community Global khi giảng dạy tại một chủng viện Tin Lành. Ông nói rằng sau khi nghiên cứu, ông thấy có sự khác biệt thần học giữa công giáo và Tin Lành, đặc biệt là về lịch sử của giáo hội lúc khởi thủy. Ông suy nghĩ rất nhiều về sự hiệp nhất Kitô giáo và ông thành lập nhóm không có giáo phái này, cố ý gọi nó là một cộng đồng chứ không phải là một giáo phái hay nhà thờ. Tôi đã cố gắng hết sức để mang lại sự thống nhất cho các nhóm Ngũ Tuần thông qua Grace Community Global. Ông Joseph giải thích. Và thêm rằng, cuối cùng ông nhận ra sự hợp nhất này là không thể được vì sự khác biệt về học thuyết. Ông nhận thấy lịch sử của Tin Lành có một khoảng trống không thể lấp đầy được ngoại trừ bằng cách trở thành một phần của giáo hội tông truyền. Nghiên cứu về lịch sử Kitô giáo làm cho tôi suy nghĩ về niềm tin mà tôi đã có. Từ những suy tư về giáo hội, thần học, sự hiệp nhất, tôi đã nghĩ lại về đức tin công giáo. Từ đó, ông đã bỏ ra 4 năm để thảo luận với các giám mục trong giáo phận Kerala, với các giáo sĩ, với các nhà thần học và cuối cùng tới tận Vatican, ông Joseph nói. Ông Joseph sinh ra trong một gia đình công giáo, nhưng khi lên 16, cha mẹ ông bỏ công giáo và gia nhập giáo phái Assemblies of God, tiếng Việt gọi là Công hội Chúa, thuộc giáo hội Ngũ Tuần. Ông Joseph học là một nhà thuyết giáo. Khi lên 19, ông bắt đầu thuyết giảng cho các nhóm nhỏ ở Kerala. Ông học thần học Tin Lành và trở thành mục sư của một cộng đồng Assemblies of God. Ông dạy chủng viện Tin Lành trong một thời gian và bắt đầu đi du thuyết. Năm 2011, ông thành lập Grace Community Global.
mà sau nhiều năm ông phát hiện ra rằng sự hiệp nhất mà ông tìm kiếm chỉ có thể tìm thấy được ở giáo hội công giáo. Trong khi ông thành lập Grace Community Global vào lúc 28 tuổi, ông nhận được một thị kiến mạnh mẽ trong lúc cầu nguyện. Ông nói ông nhìn thấy cảnh tượng đóng đinh và một bàn thờ mà ông tin là Chúa Kitô chịu thương khó trên thập giá và sự hiện diện của Người trong bí tích thánh thể. Là một mục sư tin lành, tôi không thể tiêu hóa những hình ảnh của một bàn thờ, ông nói. Tôi tự hỏi tại sao Chúa lại cho ông thấy điều này. Theo ông Joseph, thị kiến này đã giúp ông trở thành táo bạo để cầu nguyện cho người bệnh và ông bắt đầu sứ vụ chữa lành. Cha Teruva cho biết rằng ông Joseph có một ân sủng chữa lành, một đặc sủng phi thường nhận được nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Vị linh mục nói rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động thông qua việc này. Thiên Chúa đang làm nên những điều tuyệt vời ở đây. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.